Xin chào buổi chiều mọi người á. Đây, hôm nay theo yêu cầu của rất nhiều anh á, yêu cầu những cái hàng mà Thủ Đức mà với lại Phú Tân mà về trồng đất và là chơi Tết á. Đây, đây là những cái hàng cây mà nó hai mùa mà để thả, nói chung là cũng bấm đôm mà thả chứ không có được uống nha. Chi tiết như cái lô lần trước á, lần trước thì hai mùa, nói chung là cũng hai mùa mà uống sữa. Cây này thì đang nằm C7 á. C7. Cây lần trước là nằm C6 á, C6 đôn rễ, còn cái này là C7. Chiều cao mỗi cây thì nó khoảng 2 tấc hơn á. Nói chung là bấm đôn nó lùng liền á chứ không có để thả tòng ngồng. Như cây này thì nó 2 tấc rưỡi 3 tấc nha. Có cây thì cao hơn ha, mà bình thì cỡ vậy, gốc thì cỡ ngón tay á. Có cây to hơn, cây nào thì cũng có quấn cũ hết trơn á, quấn đế rồi. Nút nụ thì tương đối á, nói chung là những cây này Tết thì được chừng vài chục bông chơi à. Đây là cây hai mùa, có bấm đôn hết rồi. Đây, cái này với giá bán là 80.000 đồng một cây á. Đây, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây, anh em nào mua 10 cây thì bao ship á. Thì tính 10 cây thay vì giảm giá, 10 cây thì mình bao ship, còn ít hơn 10 cây á, thì cộng tiền ship vô á. Cái bầu này nó nặng khoảng 1 kg á. Ship 2 cây, 4 cây, 5 cây vậy nó cũng một giá. Cũng là 40.000 á. Còn 10 cây thì bao ship luôn. Đây nó có hai hàng là Phú Tân với lại Thủ Đức ha. Đấy, như cây này thì nó cao 3 tấc nè, có cây thì nó cao hơn. Đây là hàng hai mùa á. Hai mùa có bấm đôn rồi. Cánh chân nó đầy đủ á. Cái này, cái lô này thì nó còn khoảng là 200 cây á, 200 cây Thủ Đức và 70 cây Phú Tân nên là có trồng đất về thích hợp á. Nói chung cây nào nó cũng có quấn á, quấn cục cục dưới đây nè. Đó, khi mà về chúng ta trồng, chúng ta đắp mô cơi cao lên á. Thủ Đức nè, này rất nhiều anh em hỏi á, nguyên lô nói chung là cây nào nó cũng có đế hết ha, đều nhau hết, chơi Tết cũng được. Đây, chơi Tết thì nếu anh em về chơi Tết thì anh em dặn lân lại ha, cho nó ngưng ra đọt. Còn để nếu mà nuôi thả thì đi phân số đầu cao. Đây, dặn lân, cây vẫn đang ra đọt ha, dặn lân lại là nó đứng đọt lại à. Chung là đều giống nhau hết á, như cây nào nó cũng có đế cả. Bấm đôn hết rồi, bấm đôn mà. Cây đang nằm C7 á. Liên lô. Nó đều nhau hết á, cây nào nó cũng có quấn hết rồi ha. Nút nụ đây, nó mới tạo kim hả. Nếu mà người ta dằn lân vô thì nó đứng đọt lại, kim mấy nút kim nó lớn. Chơi Tết cũng tạm á. Đây là Thủ Đức á, còn Phú Tân thì nó cũng cỡ này. Đây là hàng Phú Tân á. Phú Tân đây, chung là cây nào nó cũng có đế cả. Phú Tân á, gốc thì cỡ ngón tay á, nhỏ nhất là ngón tay út, có cái thì nó to hơn. Hai mùa rồi, có bấm đôn rồi ha. Phú Tân này thì còn 70 cây à. Có cây thì nó có cái nào cũng có quấn rồi ha, không lâu này là không có gốc suông. Với lại cây mà trồng lâu năm thì tự nó nổi đế lên á, chúng ta không cần quấn gì hết á. Trồng lâu năm mà, lâu năm thì nó nổi đế lên thôi. Phú Tân Phú Tân thì năm nay cũng có thể chơi Tết được ha. Chúng ta trồng lại cho nó lớn thì chúng ta đi phân số đầu cao, còn chơi Tết thì dặm lân hoặc là số giữa cao quá, nó đứng đọt lại là làm nụ chơi Tết luôn à. Đấy. Đây là Phú Tân, là Thủ Đức ha. Đây hai dòng đây.
À, rất nhiều anh em hỏi về để trồng đất đây. Tháng này cũng tháng mưa nè, đặt số là nó hết liền á. Đây là hàng bấm đôm á, nói chung là bấm đôm nên nó có nhánh chân. Còn nếu mà để thả thì nó cao nghiều nghiều, nó không có nhánh chân đâu. Đây, bấm đôm thì nó có mấy có nhánh chân á. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Kết video mà mọi người xem cái mặt hoa của mai giảo Phú Đức và mai giảo Phú Tân á. Phú Tân thì bông nó phơm nó tròn như đồng tiền á, giống này rất là mạnh. Còn Thủ Đức thì cánh nó nhọn á, dũng hình parabol, cái này nó cũng đẹp cả, trồng càng lâu thì càng có giá trị á. Rồi.